Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái lọc xì nữa các bạn. DODSR231. Đó. Thì hiện tượng của nó là khách mang tới là nó như vậy nè các bạn. À, nó như vậy nè, tháo ra sẵn vậy nè. Rồi chỉ báo là nó bị gãy mấy cái này nè. Đó. Nó gãy mấy cái này. Ở dưới này cũng vậy luôn, gãy mấy cái đó luôn. Rồi mình cũng đã đổ keo và bắt cho nó cứng lại ha. Đó, bắt cho nó cứng lại. Sau khi mình làm xong rồi mình kiểm tra thì mình thấy là một bên của cái mạch của mình nữa các bạn. Nè, dĩ này nè, một bên của nó là chỉ hát được có tiếng bass thôi, còn tiếng trép ở phần bên đây nè là nín thinh luôn, chẳng không có tác dụng luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra ha. Thì nói chung là cái ban này là cái ban bị mất trép một kênh. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu tổng quan về cái mạch của nó ha. Đầu tiên là cái mạch nguồn nữa các bạn. Đó, xài cục adapter nè. Nhỏ thôi. Rồi tiếp theo là cái bộ nguồn của nó. Đây. Bộ nguồn của nó gồm mấy con diode cầu nè. Hai con tụ lục nguồn nè. Ra nguồn âm nguồn dương á. Đó, B cộng với B trừ đó. Còn mát nó nằm ở đây nữa các bạn. Đó, cũng tháo cái dây mát ra rồi nè. Rồi, mình cũng tháo cái dây mát ra. Rồi. Thì sau khi mà cái nguồn của này nó được cấp bởi cái cục adapter bên đây thì cái nguồn này nó sẽ hoạt động, nó đưa tới hai cái con ổn áp nè các bạn, hai con 78 và 79 nè. 78 15, 79 15. Đây nó có ghi nè. Đó. Đây, 78 79 15. Hai con này. Thì hai con này nó được cấp nguồn xong rồi á, nó sẽ nuôi cái mạch của mình. Mỗi một dĩ như vậy á, là nó có hai con ổn áp giống nhau nè các bạn. Ở đây cũng vậy luôn ha. Ở trên này sao thì dưới này nó giống hệt vậy luôn, tại vì nó xài hai kênh. Tiếp theo thì sau khi mà nguồn nó được cấp bởi hai con ống áp này rồi á, thì nó sẽ đưa tới nè, nó nuôi những cái phần mạch của mình. Thứ nhất á, là cái phần này nó phân ra thành cái khu cho mình thấy riêng biệt nè. Phần này là cái phần bass, còn phần này là cái phần trép, tại vì nó mấy cái dây mà nó kết nối nè, đó dây kết nối này nè, nó đưa xuống đây nữa rồi. À, đường đây nè, mình cũng đã làm lại rồi nè, nó tróc keo rồi nó đứt mạch luôn. Mình làm đây rồi mình hát mình mới thấy là nó bị mất một kênh trép thôi. Vậy chắc mất một kênh trép rồi tháo ra coi coi là người xịt dầu đó các bạn, mà không được, thành ra nó hư thêm mấy cái rắc này. Tiếp theo là cái bộ nguồn của nó sẽ đưa tới, nó cấp cho cái con tiền phích đại bên đây nữa các bạn. Đó, tiền phích đại nè, con này là 4558 nè, ở đây nè. Đây, con này, con phích đại đầu tiên ha. Tiếp theo đây, LM324. Thằng này á, thì nó cái nhiệm vụ của nó là nó khiển cho cái đường này nè các bạn. Đây, đây những cái đường lệnh nó đưa ra là một quá là nó báo cho cái mạch đèn ngoài trước này nè. Đó, nó báo cho cái mạch đèn ngoài trước nè các bạn. Mình hát cái mình bấm công tắc á, thì cái mạch nó nhịp theo cái điệu nhạc ha, là cái phần này. Nếu như nó mất đèn thì mình kiểm tra cái khu này ha. Khu này là cái con tiền phách đại. Tiếp theo á, là hai cái con transistor nữa các bạn, K30A nè, đây một con, đây một con. Thì hai cái con này nó đảm nhiệm á, là tiền phách đại nữa, nhưng mà nó cái loại công suất nó rất là nhỏ ha. Này là nó MOSFET các bạn, kênh N. Đó, thì sau khi mình giới thiệu toàn bộ cái phần này đó, thì cái khu này là cái khu của cái phần bass nè, còn khu này là khu của trép, còn cái khu này đó, khu này nè là cái khu của nguồn. Rồi thì sau khi phân khu ra xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo đạc để mình sửa các bạn. Bây giờ mình sẽ cấp tín hiệu vô ở đây, dính nó lại ha, tại cái mạch này nó không có ốc chịu, mình gắn mạnh tay là nó bật cái này lên nó hư nữa. Rồi bây giờ gắn lo vô kết nối âm ly. Đây lo âm ly, giờ mở tín hiệu lên, mở lọc lên, có đèn nè, đây cái đèn báo nữa các bạn, nhẹ tay thôi ha. Tiếp theo mình sẽ mở cái âm ly của mình lớn lên chút. Đó. Bây giờ mình mở lên rồi mình chỉnh cái trép về không hết nè. Đó, về không hết nè các bạn. Bây giờ mình mở lên nè. Lớn lên. Bát nè. Giờ mình chuyển qua bên hát không cần qua mạch nè.
xong các bạn chuyển lại ha. Đó, chuyển lại cho nó qua mạch nè. Nó qua mạch xong rồi là nó hát như vậy thôi. Đó, kép nè, xuống hết nè. Bass nè. Đó. Đó, sau khi mình kiểm tra thì mình chỉnh nó không có tác dụng gì hết đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo đạc kiểm tra ha. Đầu tiên thì mình sẽ đo các cái mức nguồn nó cấp cho IC ống áp của mình ha. Đó, bây giờ mình sẽ mở lên. Đó, các bạn mở lên xong rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo các bạn. Đầu tiên thì WMAT nè. Ở đây nè, B cộng nè. Đó, B trừ nè. Có ha. Cấp tới ống áp B trừ nè. Cấp cho tới ống áp B cộng nè. Đó, ra nè. 15V trừ 15V. Con này ra nè. 15V luôn. Tiếp theo các bạn đo tới mấy cái con IC4558 của mình nè các bạn. Thì thường thường là chân số 4 với chân số 8. Thì mình dò nè. Ví dụ như mình không quen thì các bạn dò nè. Nè, tới đây nè. Tới đây nó cấp nè. Cho chân số 4 nè. Đó. Ở đây chân B cộng, chân B trừ có nè. Con này có ha. Con này cũng vậy luôn. Đó, nguồn nó cấp tới rồi đó. 15 15. Con này 15 15. Con này luôn 15 15. Đó, mình sẽ đo mình kiểm tra từng con như nè, coi con nào nó bị mất nguồn ha. Nếu như nó có mất nguồn á thì mình sẽ kiểm tra mình thay thế, còn không có mất nguồn thì nó hư cái đường tín hiệu á thì mình sẽ dò tín hiệu là phần sau. Đó, có hết nè. Đó, có hết mà trép nó không có ra được. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tới cái phần tiền phích đại của cái phần tín hiệu này nè các bạn. Thì cái phần tiền phích đại á, các bạn dò bắt đầu từ cái con IC4558 hoặc là mình dò từ cái mạch ngoài trước này nè các bạn. Nó từ cái bộ này nè, bộ cấp tín hiệu về vào nè. Cái cổng này là cấp tín hiệu ra nè. Ở trên đây nó có ghi nữa các bạn. Đó, trên đây nó có ghi nè. Nè, out nè, là cổng này với cổng này. In nè, là cổng này với cổng này. Đó. Bây giờ mình sẽ đo cái nguồn cấp cho cái con IC tiền phích đại nè. Ở đây nữa các bạn, con này con tiền phích đại nè. Đó, mình sẽ đo cái nguồn của nó luôn. Có nè, B trừ có nè. B cộng có nè. Đó. B cộng B trừ có nghĩa là cái con này cái nguồn nó cũng cấp tới rồi. Tiếp theo con tiền phích đại con K30A đó, con MOSFET á. Mình sẽ đo chân nguồn của nó. Thì thường á là cái chân giữa này nè. Đó, chân giữa là cái chân nguồn nữa các bạn. Nguồn cấp cho nó nè. Đó, chân bìa nè. Hai chân này đều ra hết nè, là con này có vấn đề nè. Đó. Bây giờ mình sẽ đo đối xứng với cái mạch ở dưới này các bạn. Các bạn cập một que vô mát nè, một que các bạn đo vô cái con K30A dưới này, chân giữa của nó nè. Chân giữa nó là trừ 7.39 ha, còn chân giữa con này là 7.39 luôn, hai con bằng nhau ha. Tiếp theo mình sẽ đo cái chân này. Chân này nó cấp cái tín hiệu nè, tín hiệu đó các bạn, cấp tín hiệu dài tới đây luôn nè. Đó, nó cấp tín hiệu dài tới đây luôn. Bây giờ mình sẽ đo cái chân bìa của nó nè, bìa là ở trên này nè, là nó nằm ở trong mạch bên đây. Mình sẽ đo ở đây là 8V54 nè. Mà nguồn âm ha, tiếp theo ở dưới nè. Ở dưới không có nữa các bạn. Đó, ở dưới đây không có. À, tiếp theo ở dưới này không có mà trên này có, nghĩa là cái mạch này nó chập ở đâu đó rồi, nó chập là đường tín hiệu chứ không phải là chập nguồn. Thì con này cái chân của nó thiết kế khác các bạn, chân số 1 là chân G, nhưng mà nó chân số 1 là chân S đó các bạn, chân số 2 là chân G, chân số 3 là chân D ha. Đó, S nè, G nè, D nè. Rồi sau khi mình dò mình tìm được tới đây, mình biết cái chỗ cái lỗi của nó rồi.
Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ dò tiếp cái đường tín hiệu từ cái con MOSFET của mình nè, nó đưa qua cái mối nối nè, nó đưa tới đây nè. Xong cái bảng đo nè, mất bảng đo của bảng dò nè. Dò tới đây nè, dòng lên đây nè. Dòng lên đây, dòng tới đằng này luôn. Đây tới chừng này. Đó. Tới chừng này mình sẽ đo chừng số 3 cũng 4558 mình nè. Đó. Các bạn mới đo đối xứng vô đây nè các bạn. Đo đối xứng vô cái mạch bên đây, hai cái nó giống hệt với nhau. Mình sẽ đo chân số 3 của nó nè. Đó. Chân số 3 nó là 0V ha. Còn chân số 3 ở đây nó là âm 8V rưỡi. Nó tiếp theo các bạn dò nè, từ chân số 3 của nó nè. Bạn thấy là từ cái chân số 3 của nó nè các bạn. Ngay đây ha. Nên lên đây. Nó qua con tụ nè. Đó. Qua con tụ rồi đưa qua đây, qua con trở nó đưa vô cái chân số 1 của 4558 mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình dò tới cái đường này là cuối hết rồi, cuối cái đường nguồn rồi, mình sẽ cách ly cái chân này ra xem cái nguồn nó có mắc không đó. Nếu như nó còn á, do cái đường ở dưới đây nè nó hư lên, còn nếu như nó mắc á là nó hư từ con IC nè, nó hư ra đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt ha. Rồi tiếp theo các bạn hở cái chân này ra. Sau khi mình hở trống rồi rồi bây giờ mình sẽ đo ha, mở nguồn lên nè. Bây giờ mình đo nè. Đó. Không còn nữa các bạn. Nó không có ha. Mình đo vô con IC nè. Nè, vô con IC nó ra là tới trừ 14V nè. Nó gần bằng với cái mức nguồn của mình nè các bạn. Nó ra như cái nguồn mình luôn. Tại vì nó qua đây, rồi nó quang trở nữa, xuống đây, quang tụ nữa. Cho nên cái phần bên đây nè, nó không có ảnh hưởng gì nhiều ha. Bây giờ mình sẽ hút cái con IC đó ra, thay con khác vô các bạn. Này 4558 nè. Ở đây mình tìm được con IC 4558 nữa các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ gắn vô ha. Sau khi mình đã hàn xong rồi bây giờ mình sẽ đo nó lại các bạn. Mở nguồn lên nè. Mở que mình cắm vô mát nè. Đây, mát đây đi. Đó, tiếp theo mình sẽ đo con IC mình nè. 0V nè. Rồi, mình sẽ đo đối xứng ở dưới nữa các bạn. Đây, chân này. 0V nè. Đó. Là mạch ok rồi, nó tương đối nó giống rồi nè các bạn. Nè. Đây còn mới nói nè. Rồi. Đó, có nghĩa là con IC này nè các bạn, nó bị lỗi cái đường tín hiệu chứ nó không phải nó chết nguồn. Bây giờ mình sẽ mở lên các bạn. Mở lên, mình kiểm tra ha. Mở nhạc lên. Dặn máy này gì không hết nè. Đây, nhạc vô có nè. Đó. Rồi, phải lo vô. Ở đây mình thử bằng cái lo này, nó có cái trép luôn, mình nghe được cái tiếng trép, tiếng bass ha. Tiếp theo mình sẽ dặn lớn lên. Nhỏ nè. Đó, lớn nè. Bass nè. Đó. Đó, bass đó. Rồi bây giờ dặn nhỏ xuống hết ha. Tiếp theo mình sẽ chỉnh cái phần kép nữa các bạn. Đó.
Rồi. Tắt đi. Rồi, thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để mình sửa lại một cái lọc xì equalizer các bạn. Rồi, nếu như thấy video bổ ích thì bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.